Hello mọi người, ngày nay anh em mình đi thăm lợn nha mọi người. Nay chủ nhật anh em mình nghỉ đi thăm lợn mọi người. Cái đầu tiên em có đi không nè? Thấy đây không ba? À, rồi nói trai. Thôi. Ê, có một lươn bay. Ê, có lươn kìa. Có lươn mọi người. Trời ơi. Nè. Được con lươn. Trời ơi, đã. Lươn cá sạc quá trời luôn. Trời ơi. Ăn lượn nó ủi ủi mỏ đó chết luôn. Tày mỏ đây đó. Đọc mỏ đó nè. Đúng rồi. Có được con lươn mọi người. Ôi đã ta. Rồi, vậy là ngon rồi. Đi. Đi. Được con lươn nha mọi người. Trời ơi. Con lươn nó vô lâu rồi. Cá sạc quá trời luôn. Ủi mỏ đầy hết rồi. Thế chịu rồi. Để sạc. Lươn nhỏ con bự nè mọi người. Lươn này đốm đốm ngộ ta. Rồi. Tiếp tục. Dính chuột rồi kìa. Buông lời đi. Buông lời. Buông chưa? Buông rồi. Buông lời. Cá ốc không anh ấy? Ốc vô nặng quá, buông lời anh ấy. Vô đi. Vô hết luôn. Ốc có buông nè. Vậy nè. Cá sạc. Một làng cá sạc. Đây điểm mới cá sạc không à. Quá trời luôn. Quá trời cá sạc. Luôn rồi. Ok thầy. Muốn cái phải không? Thầy bà. Đi hai cái. Mười ba cái. Cái gì? Mười ba cái làm sao? Lắm. Cái này nó rung rinh nha. Rung rinh, rung rinh. Wow. Bảy bảy cái sạc rung rinh. Quá trời cái sạc luôn. Vô. Đấm có mồi. Mồi bén không? Quá bén. Nó có sạc bự nữa nè. Cái sạc này 100g à. Giờ ném gì cá sạc khủng mà. Nhưng còn đây. Nó ổn. Rồi con vụ được rồi. Làm như hết cá lóc hay gì ta. Cá đâu cho bắt hoài. Vậy như con cá nó thôi. Có nhiều dữ dạ. Đúng là miệng đời. Sao nằm anh kỹ fan. Sao nào anh đậu lên trên kìa. Thấy chưa? Cá sạc khủng. Chán không muốn nói nữa vậy. Hết gì để nói. Nói đâu hả?
Rồi. Rồi hai con lại. Quá cùi. Quá cùi bắp mọi người ơi. Lâu lâu dính cá cũng được. Dính cá khủng cũng được. Cái gì vậy? Nó nữa. Oh. Trời ơi con rắn. Nó nữa mọi người ơi. Đây là hắn. Ôi nó mập lù luôn. Con này chắc cỡ 400g. Đây là nó mọi người. Này rắn mà mọi người. Trời ơi. Rắn nữa mọi người ơi. Ôi, con này mập lù ha. Ừ, nè. Con này cỡ 400g á. Trời ơi. Đây là hắn nữa. Quá đã, quá đã. Phát lên. No, no. Không chơi. Nè mọi người. Ồ, dính cân rắn nữa. Lâu luôn trời. Nó đã. Nó cây lại. Mới thấy nó quẩn quẩn này. Sao vô con ta? Nó vô cặp này chứ. Thiệt mà. Hôm nay anh em mình tưởng xu mọi người. Vớt lại con rắn. Ê. 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 Sợ quá. Cháu nào không sợ rồi. Này chắc mới vô nè. Cầm đi. Mới cầm đú này nè. Quá ngon. Răng này mới vô mọi người. Răng mới vô mọi người. Quá im. Ôi ơi nó mập. Mập nè. Có không? Chị ăn bậy cũng được. Đây là chú đâu. Để tôi mấy chú vô với bác ra đây. Không dám thôi. Trời ơi. Thấy rồi, thấy quần quần thấy rồi, nó nữa. Thì ra là hắn. Thì ra là anh ba. Ây da. Anh chặt nó muốn chứ ta. Ây da. Thì là còn con nữa. Rồi con chồng con vợ đâu. Này, vợ heo, vợ heo trai rồi. Heo gì nó ra ba. Ra sẽ được ra ba. Trong đái luôn. Bơi. Bơi. Nó né gì vậy? Cắn đâu à? Gì? Cắn á. Cắn đâu chết đâu. Hả? Thì không chết. Nó cắn. Rắn này đâu có độc đâu mọi người. Không, nó độc. Thầy chùa độc không à. Nhá ai vậy? Nhé. Nhé nè, nè nó nhé lưỡi nhé răng nè. Sợ. Sợ quá hả? Sợ quá. Sợ thiệt cái gì? Sợ đâu sợ. Quá sợ hả? Tại không bắt thôi chứ đâu gì đâu sợ. Quần chảy nước à. Nước nhẹ bài chạy cứ rồi giờ mình cũng về tới nhà nha mọi người. Giờ mình đổ hành quả cho mọi người xem nha. Đây anh em đi cắt nè mọi người. Có con lươn mọi người. Có con lươn rồi. Bày cá sặc. Với bày cá sặc với rắn mọi người. Rắn mọi người. À, đã không? Đó. Mập lù luôn. Rồi. Đó. Với được con lươn mọi người nè. Con lươn
Con này cũng vô lâu, nó gần phê rồi. Rồi. Với bảy cái sạc. Cái sạc không mọi người. Với ốc không à. Chúng rồi. Em cũng nói câu nha mọi người. Thôi anh em mình tới đây cũng kết thúc clip nha mọi người.